động vào hai người này. Video mang tính chất giải trí, nghiêm cấm các hành vi làm theo. 1 2 3. Thằng kia. Gì chị? Tao đói quá. Đói á? Ừ. Có đói gì ăn không? Ui giời ơi, ngày nào chị cũng ăn hết của em rồi. Đây rồi, còn đây đây này, đây này. Ai? Còn cái túi không nhá. Em bên này còn túi không này. Cho làm được cái tích sự gì, kiếm cái gì ăn đi. Kiếm cái ăn á? Giờ biết kiếm được cái gì đó hả? Chỉ ngó xem có con gà nào không, nó bị quang cánh bắt luôn. Chị ơi, đây rồi, con gà đây rồi. Kia kia. Ê. Con gà này nhìn ngon đấy. Chị ơi, đến rồi đấy. Em chào chị. Ờ. À, có gì ăn đây? Ờ, em có cái gì đâu ạ? Nha. À, chị có bim bim chị ạ? Chị có ăn bim bim không? Tao thấy rồi, mày tưởng tao không có mắt à? Đâu? Đưa bim bim này. Đưa đây. Không. Đưa ngay mà luôn. Đi học làm sao đâu ăn bim bim. Thằng kia. Đây này. Chị ơi chị, đây từ sáng giờ em chưa được ăn. Em mà đưa cái này cho chị thì em đói mất à. Chưa được ăn phải không? Tao cũng chưa ăn đây. Này. Cứ đưa đây. Cứ bỏ ra đây. Thằng kia. Mày đưa đây xem là tao ăn. Chị ơi, từ từ. Đưa đây. Ngoan thế kìa. Của em mà. Tao ăn thử một miếng thôi. Nếu không ngon tao trả lại cho. Ngon không chị? Ngon mà. Ngon. Để em. Thế nên là tao lấy luôn. Ngon. Ngon đấy. Đi học đi. Này. Dạ. Vội thế. Ấy à. Mày thấy cái gì không? Mày có thấy cái tao đang thấy không? Hết đi nhờ. Ờ. Một mới à. Này. Bạn bè đi học thì có ai đeo cái ba lô đẹp như này không? Ba lô này là ba lô cũ tôi à. Đưa đây. Đưa cho nào. Bỏ tay. Bỏ cái tay ra. Đẹp thế này mà. Ai à. Của mày này. Cầm đấy. Chị làm gì đấy? Cầm đấy. Cầm sách vào đấy. Tao xem thôi. Xem là mày có cái gì ở trong cái ba lô đẹp như thế. Đúng này. Rồi. Ê, cho miếng bim bim ăn này. Cái này của em hết mà. Chị, trả lại cho em. Tao có thèm lấy đâu. Thôi, trả cho nó. Mày cầm cái ba lô này về nhà, cất đi. Từ ngày mai đeo ba lô xấu rồi nhá. Đúng rồi, không được mang ba lô này đi đâu. Ba lô này là ba lô cũ mà chị. Tao không thích. Đúng rồi. Tao thích mày đeo cái này. Đi vào học đi. Đưa đây, mày giữ gì ăn của tao. Em ăn mày có sức chứ. Đây, cái này to để tao ăn. Mày ăn cái vỡ rồi. Đây. Ui giời. Canh gà tiếp đi. Cho ăn với canh được chứ. Ê, Hằng. Sao đây? Làm sao mà khóc? Làm sao đấy? Lúc nãy tớ ở ngoài cổng trường, tớ gặp tiếp chị Đại với lại Hùng Mũ Bảo Hiểm. Nhưng mà làm sao mà phải khóc? Hai người đấy á, lấy hết bim bim của tớ. Xong còn bắt ngày mai tớ không được đeo ba lô này nữa. Cái gì? Kiểu gì mà lại như thế chứ? Như thế là ức hiếp bạn rồi gì nữa? Đấy. Nếu mà ức hiếp bạn thế thì chắc chắn là hai người đấy còn ức hiếp nhiều người khác nữa. Không thể để mà học sinh đến trường á mà phải dọa dẹp thế. Thôi đi ra đây, tớ đòi lại công bằng cho bạn. Thôi, bạn không làm được đâu. Bạn không biết là hai người đấy nổi tiếng là chị Đại với lại là khắp đường à? Bạn tưởng tớ sợ chắc bố tớ là chi cục trưởng, mẹ tớ là công an, tớ phải sợ à? Đi mà. Đâu tuyết chị Đại đâu? Nope. Kìa Hà ơi kìa. Thế đi ra đây đi. Chị Đại với Hùng Mũ Cối đây. Thì ra đi. Đúng. Nhìn hai người đấy, mặt có phải hầm hổ không? Tớ sợ lắm thôi. Sao bạn phải sợ nhở? Bạn đi theo tớ. Hà. Đi. Chị ăn đây chị ơi. Không đấy, tao đang tập thể dục à? Lắm chuyện. Làm thôi. Yeah. Đâu? Tuyết chị Đại đâu? Đây, Tuyết chị Đại đây. Tao đây. Hùng đây hả? Tuyết đây hả? Này. Tớ bảo vì sao hai bạn đánh bạn của tớ? Tao thích. Đi đến trường mà phách là được á? Thế nhà cái gì bạn thích thế à? Tất nhiên rồi, nhà tao thích làm gì chẳng được. Nhìn lì quá nhở. Nhóc này đâu ra? Chắc học sinh mới. Học sinh mới đến đây đấy. Chưa biết điều đây mà. Cái gì mà chưa biết điều? Này tớ bảo nhá, lần sau không được động vào bạn của tớ nhá. Cũng đừng có bắt nạt bạn khác nhá. Ôi dạ. Mạnh miệng đây. Ghê chưa? Không có bảo hiểm.
Xử đó. Ok, chị cầm em. Ba xử nào, ba xử nào. Thôi, tớ đã bảo rồi mà, đừng có đụng vào hai người này. Chưa. Tinh tướng à, lê vê à, tím mắt còn. Cho chưa. Em xin lỗi anh à, em xin lỗi chị. Này, lần sau nhớ mang đồ ăn đến cho anh nha. Gì đấy? Sao đây chị? Mày không thấy tao đang ngồi đây à? À, em nhầm, nhớ mang đồ ăn đến cho chị Đại nha. Đấy, có đau lắm không? Ngồi đây. Tớ đã bảo mà, bạn cứ là đòi phải trái với hai người đấy làm cái gì? Đau rồi xem. Đau không? Tớ xin lỗi. Thì các bạn ấy bắt nạt bạn thì tớ trở về ra đòi phải trái cho. Tớ cảm ơn, nhưng mà bây giờ lại thành ra bạn lại bị thâm mắt như này. Không sao đâu, thâm mắt thì vài ngày nó khỏi thôi. Nhưng mà tớ bảo không thể để tình trạng này diễn ra lâu được. Bắt nạt hai bọn mình đã đành, nhưng mà bắt nạt cả trường như thế là không được á. Này tớ bảo này, cả trường này á, ai cũng sợ hai người đấy hết á. Chắc là không ai làm được gì đâu. Ai nhờ mà cả trường này không ai mách thầy cô hay sao á? Thầy cô không biết đâu. Chứ chị Đại đã bảo là cấm không được mách thầy cô rồi. Cấm không được mách thầy cô à? À, tớ có ý tưởng này. Kia rồi. Đói quá chị ơi. Mày ăn luôn cái mũ bảo hiểm của mày đi. Suốt ngày kêu. Ăn làm sao được mũ bảo hiểm. Ai bảo mày cứ kêu. Thế thì mày nhóc giày của mày lên mà ăn. Ôi chị ơi. Chưa, lại có đồ ăn kìa. Ê, lại con gà đấy. Ok, để em gọi vào nhá. Ôi. Lại có đồ ăn à? Em chào anh Ngô Cối. Đi vào đây. Chị ơi. Đây, vào đây, đứng đây. Xin chào. Lại có đồ ăn chị ạ? Đâu, để tao xem nào, hôm nay mày lại có món mới à? Không, em không có cái gì cả. Đưa ra đây. Cái này thôi. Cái này mà mày đưa tao ăn. Ăn dở rồi cũng đưa cho hả? Mày lại ăn tấm bây giờ. Hay là mày lại muốn đổi ăn cái mũ cối kia? Mũ cối này ngon lắm. Có ăn không? Không. Thế thì đưa đây. Đưa đây. Đưa đây. Nhanh. Chị để em thử cho, không có gì bên trong đấy. Bỏ tay mày ra. Để tao ăn trước. Nó dám ăn làm sao mà tao không dám ăn. Của em. Ngon phết đấy chị ạ. Được đấy. Đang đói bụng lại có bánh ăn. Mà tao bảo này, lần sau mày nên mua 2 gói. Đúng rồi. Mỗi người một gói. Tao một gói. Đỡ phải tranh nhau. Đỡ tao thì nó phải tranh không. Cho em cái nào. Để tao lấy ra. Cầm tao. Ngon quá. Rồi đây. Này đây nhá. Tớ có bằng chứng các bạn bắt nạt rồi nhá. Tớ sẽ đưa đoạn clip này cho thầy cô giáo luôn. Ai làm gì đâu. Ai làm gì, nhưng đoạn clip của tớ quay video được hết rồi. Có trong này hết rồi, bạn không cưới gái được đâu. Đâu, mày đưa tao xem. Đây. Này, làm gì có chuyện đó, đây là bằng chứng tớ đã quay được. Toàn chị lấy chứ, em có lấy đâu. Đây, có được ăn cái nào đâu. Cái đằng này. Bây giờ đổ tội cho nhau á, cả hai người. Đúng rồi đây, cả hai người phạt như nhau luôn. Bây giờ làm như nào? Ê, tớ bảo nhá, bây giờ bạn lấy bim bim hay bánh kẹo gì đấy cũng được. Đi trước mặt hai bạn ý. Xong hai bạn ấy chắc chắn là tớ nghĩ là hai bạn ấy sẽ gọi vào thôi. Khi gọi vào rồi thì tớ ở đằng sau tớ sẽ quay lại video cái cảnh mà hai bạn ấy bắt nạt, xong gửi cho thầy cô. Vậy là tang chứng bằng chứng có đủ, thầy cô sẽ xử phạt hai bạn ấy thôi. Cô được không đây? Chắc chắn là được mà. Chứ chẳng lẽ bạn để cứ thế mà để như thế, xong hôm sau mình vẫn bị bắt nạt, các bạn khác vẫn bị bắt nạt à? Được. Ok. Này, bạn ơi. Tớ bảo này. Sao? Này, tớ trả này, tớ không ăn đâu. Này, trả bạn đấy. Này Hà ơi. Bây giờ lại bạn với tớ. Vừa xưng mày tao cơ mà. Tại ở nhà tớ quen như thế rồi, tớ xin lỗi nha. Ở nhà bạn quen thì làm sao nhở? Mà đến trường tớ cũng không đồng ý các bạn khác mà xưng hô đâu. Tớ xin mà lỗi. Tự dưng á, bạn bè đồng trang lứa xong rồi đi bắt nạt lẫn nhau chứ. Bạn đấy, biết đấy là do chị đấy nha. Chị đấy bảo tớ đấy, chị đấy ghê lắm, tớ mới sợ thôi. Bạn cũng không kém phần đâu. Bạn tuyết sai gì bạn làm theo thế, cả hai đồng phạm giống nhau hết. Thôi Hà ơi, bây giờ mình mang clip này đến cho các cô hiệu trưởng xem. Thôi đừng mà. Hai bạn ơi đừng mà, cho chúng tớ xin lỗi mà.
từ nay chúng tớ không như thế đâu, sẽ không bao giờ bắt nạt bạn khác, không bao giờ lấy đồ ăn của bạn khác đâu. Này mày xin lỗi đi. Đúng rồi, tớ sẽ không làm như thế nữa đâu. Tớ vẫn nghe bạn nói xưng mày kìa. Bạn xin lỗi các bạn ấy đi. Tớ xin lỗi hai bạn. Có tin được không hả? Tớ nghĩ là không tin được đâu á. Làm gì mà tật xấu 10 năm mà bỏ trong vòng một ngày được đâu. Tớ hứa luôn nhưng mà trước giờ tớ không như thế đâu. Tớ mới đây có 1-2 hôm nay thôi. Bạn hứa là bạn phải làm được chứ không phải là tại vì bọn tớ đưa ra bằng chứng và bạn nói lý do này đâu. Xong ngày mai bạn lại bắt nạt bạn khác. Đúng rồi, ngày mai bắt nạt bạn khác tiếp á. Chúng tớ lại quay tiếp. Đúng rồi, tớ vẫn giữ cái clip này cơ mà. Thôi thôi đừng mà. Từ giờ tớ sẽ đi theo chị Đại. Chị Đại mà làm gì sai tớ sẽ mách hai bạn. Sao vẫn còn chị Đại? Đã là bạn bè với nhau thì đều gặp xưng bạn bè, vì sao lại có chị Đại nữa? Bạn gọi tớ là Tuyết thôi. Được rồi. Bây giờ bạn có hứa không? Có thay đổi được không? Tớ hứa từ nay tớ sẽ không như thế nữa. Các bạn đừng cho cô giáo xem clip nhá. Bạn hứa được mà làm được thì tớ sẽ không cho cô giáo xem nữa. Coi như đây chỉ là lời nhắc nhở thôi. Hà ơi, clip này mình vẫn giữ lại đây. Mình không xóa. Nhớ chưa? Tớ nhớ rồi, tớ xin lỗi hai bạn nhá. Từ nay tớ không như thế nữa. Bạn nhớ nhá, lần sau bạn đừng có như thế nữa nhá. Tớ nhớ rồi mà. Ôi thôi, vào học rồi kìa. Chúng mình đi vào học đi. Đi vào đi.